Hiện nay tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đấu nối cho 5.973 công trình với tổng công suất lắp đặt gần 690 MWp và tổng sản lượng điện năng phát lên lưới năm 2022 phát lên lưới điện quốc gia khoảng 765,13 triệu kWh, chiếm 5% sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh. Hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chủ yếu được đầu tư trên mái công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và công trình khác để phục vụ sản xuất và bán sản lượng điện phát dư cho ngành điện. Cụ thể như công trình dân dụng 5.133 khách hàng, công suất lắp đặt 60.258 kWh, công nghiệp 468 khách hàng, công suất lắp 290.756 kWh, nông nghiệp 287 khách hàng, công suất lắp 260.420 kWh, công trình khác 18 khách hàng, công suất lắp đặt là 4.032 kWh.